Tập 5. Nè, Ngu Chính, tôi hỏi cái này. Anh có thấy chị ba coi trọng anh không? Phải nói như vậy. Chị ba có nhiều ngõ kiếm tiền. Tôi thì muốn kiếm thêm chút tiền. Nói thiệt đó. Nói thiệt hả? Thiệt ra thì dạo này tôi có đường làm ăn. Không biết anh có muốn tham gia không? Anh ta mà. Sao tự nhiên anh lại chiếu cố tới tôi? Là cho tôi không biết nên làm thế nào. Sao vậy Ngu Chấn? Ai cũng cần có vài người bạn mà. Có chuyện gì thì nói đi. Ngoài tiền ra, hàng của anh cướp được có bán ra bên ngoài không? Bán? Bán đi đâu? Tôi đi bán đồ gian hả? Sao có chuyện đó được? Tất cả còn cất đó kìa. Sao hả? Anh có cách giải quyết sao? Tất nhiên, ông ta sẽ đem hàng của anh bán vào trong siêu thị. Vậy thì bán được bao nhiêu tiền? Ngốc quá, người ta có thể biến thành hàng châu Âu, châu Mỹ mà. Vậy thì anh giới thiệu đường dây này cho tôi đi. Tôi cảm ơn trước nha. Cần gì khách sáo vậy? Sau này chúng ta là anh em, có tiền cùng nhau kiếm. À, anh ơi, mua bao tay không? Giá hữu nghị nè. Lựa đi anh. Đây là hàng bẩn đó. Hàng bẩn mà anh ta nói chính là tang vật của bọn ăn cướp. So với hàng lậu cho đám người buôn lậu từ trong nước đem tới, giá vốn rẻ đến mức có thể không cần tính toán. Đâu tới vậy? Chuyện này đâu cần nói cho anh biết. Tóm lại đây là đồ tốt đó, ai từng mua đều biết. Có thứ khác không? Tôi không hứng thú với bao tài. Có thứ khác không vậy? Cái này khó nói trước à. Phải chờ tới khi có hàng, coi là hàng quá gì. Được rồi, tôi nhớ chỗ của anh. Vài ngày nữa tôi tới coi sao hả? Ờ, được. Alo. Có nhận ra tôi là ai không? Có chuyện gì vậy? Sao tôi nghe giọng của anh không vui vậy? Sao vậy? Nói đi. Chiều nay có người giao đồ tới tiệm của anh. Áo da hay gì đó, anh sắp xếp đi. Tiền bạc tính thế nào hả? Y như kiểm tra đi. Ờ. Đều là đồ tốt cả đó. Da cũng đẹp lắm. Tất cả là 1.200. Bao nhiêu? 1.200.
1.200? Cô đang nói giỡn hả? Giá đã cao lắm rồi, nếu anh tự đi bán chắc không bán được giá này đâu. Được, 1.200 thì 1.200. Được. Nè, anh đếm lại đi. Cần gì phải đếm, tôi tin tưởng các người. Trời ơi, nói thiệt nha, chỗ các người cũng nhiều hàng lắm. Anh thấy thích món nào, tôi giảm giá cho anh. Cô cứ nói giỡn, không hàng quá tiệm này làm sao tôi mua nổi nè. Lúc tôi bước vào tiệm thì có nhìn thấy sợi dây chuyền có mặt đá ruby, có đúng hay không hả? Trời, anh tin mắt thiệt đó. Nhưng mà anh tốn bao nhiêu, tôi nghĩ cũng không mua được đâu. Để người đó không phải là bán hay sao? Ông chủ chúng tôi định đem nó về nhà tặng cho con gái. Tốt thật. Nói thiệt nha, ông chủ cô mà là ba tôi thì tốt quá. Nói giỡn cho vui thôi. Ba tôi ở nhà, ngoài tặng cho tôi bạc tay ra thì từ nhỏ tới lớn chưa tặng tôi cái gì hết. Thôi đi ha. Được, vậy hai người đi nha. Gọi tiểu soái về đi. Nhớ năm 91, lúc mẹ tôi đi Quảng Châu du lịch, mua được sợi dây chuyền là dây chuyền vàng. Dây chuyền gì? Năm 91, bà nói đêm hôm đó cả đám người bày trên xe bán nhiều loại dây chuyền dữ lắm. Bà cụ vừa nhìn thấy là mắt hoa lên, ánh vàng chiếu chói mắt không chịu nổi. Năm 91 hả? Có phải là năm Thế Dân Hội không? Cuối cùng sáng hôm sau thức dậy nhìn lại bị phát hiện ra là đồ giả. Bọn họ đã mạ vàng lên sợi dây chuyền đó mới chết chứ. Năm 91, các người đã làm những vụ gì các người còn nhớ không? Sao mới qua có 2 năm mà tôi không còn nhớ gì hết vậy? Có đáng sợ không hả? Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Mình không vì mình trời tru đất diệt. Hả? Có người từng nói câu này: nếu bạn bỏ lỡ mặt trời thì bạn đừng gục đầu than khóc, nếu không bạn sẽ bỏ lỡ cả bầu trời. Tiểu soái, cậu canh chừng ngoài này. Được rồi. Nè, các người. Cô im miệng đi, cô nghe rõ chưa? Mở tủ ra. Nghe chưa? Mở tủ ra. Anh không phải là người Chu Tam giới thiệu sao? Sao lại tới đây cướp đồ chứ? Im đi. Kêu là cái gì chứ? Quỳ xuống cho tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Biểu cô im lặng. Im miệng.
Bảo cô im miệng mà nghe rõ chưa vậy? Hai người muốn tôi tin mấy lời bịa đặt này hay sao? Hai người bị một tên châu Á đánh ra đông nổi này à? Hắn lại là Lý Tiểu Long sao? Hắn không phải là người bình thường đâu. Anh tự tôi thử sức một lần thì sẽ biết thôi. Cậu làm như là trên đồng cỏ châu Phi, con Linh Dương truy sát sư tử. Linh Dương mạnh hơn sư tử sao? Đúng là câu chuyện tức cười mà. Hắn rất là giống Linh Dương. Hắn khỏe lắm. Đúng là phải nói gì, nó đã làm trái lại quy luật tự nhiên đó. Em nói cho anh nghe, trên thế gian này không phải chuyện gì cũng làm theo quy luật đâu. Sẽ có phát sinh ngoại lệ đó. Phải nói đại ca, có phát sinh ngoại lệ. Im miệng đi. Tụi bay đã làm cho tao quá mất mặt rồi đó. Bây giờ tao phải trả thù đi. Hãy chờ đó. Nhất định tao phải trả thù cho bằng được. Đặc biệt là sự việc ngày hôm nay không phải đơn giản đâu. Em xin lỗi đại ca. Em xin lỗi thủ lĩnh. Cút hết đi. Bọn người này thật là cố chấp. Sao bọn họ tìm đến đây được chứ? Có khi nào người bán đã cấu kết với họ không? Tôi nghĩ là ngày mai tôi cần phải tới gặp thầy Tôn ngay. Anh ta không nên tiếp tục trốn nữa. Nếu anh ta trốn trong nhà không ra, tôi sẽ gõ cửa, đập cửa, làm tới khi nào anh ta chịu ra thì thôi. Đúng không? Ai vậy? Ai gõ cửa giờ này vậy? Anh gì mãi chưa ngủ hả? Mọi người ở đây sao? Anh Phùng. Tiểu Trần à, ra đây nói chuyện một chút đi, có tiện không? Tiện chứ. Có chuyện gì sao? Anh bạn, thật ra anh làm việc gì vậy? Sao tự nhiên hỏi tôi vậy? Theo như tôi suy đoán, anh là cảnh sát. Hôm đó anh ở dưới lầu đánh nhau với bọn lưu manh người Nga, tôi đã nhìn thấy tất cả rồi. Im lặng chính là thừa nhận rồi. Tôi muốn báo án. Chu Tam đã cướp dây chuyền của tôi, còn cướp cả khách sạn. Anh có thể bắt hắn không? Anh còn biết thêm gì nữa? Tính ra thì Cương Tử cũng là em họ của tôi, cho nên tôi mới quen đám người này. Sau đó thì giúp họ tiêu thụ đồ gian. Sau đó thì Chu Tam cướp tiệm của anh sao? Đây là cửa hàng của nhà nước, tôi chỉ là có chút cổ phần mà thôi. Anh dám chắc chắn là Chu Tam hay không? Buổi sáng hôm nay Cương Tử đã gọi điện thoại cho tôi, nói sẽ giao một số hàng tới tiệm của tôi. Là ai giao tới thì tôi không biết, nhưng cô bán hàng thì chắc chắn biết đâu. Anh có thể đưa cô bán hàng tới nói với tôi không? Không thành vấn đề. Anh nhất định phải bắt được băng cướp này. Chúng đã cướp mất sợi dây chuyền ruby. Đó là món quà mà tôi tặng con gái tôi. Anh Tam, thức dậy đi, có chuyện rồi. Anh Tam. Cái gì vậy? Giờ đèn như tứ màu đang đánh nhau rồi kìa. Còn dùng cái gì?
Thật ra chuyện này cũng khó trách họ, cũng tại đồ ít không đủ chia. Phải, ngày mai lại đi cướp khách sạn Tứ Hải đi. Làm vậy sao được? Có gì mà không được, chẳng phải đồ ít không đủ chia sao? Cướp một lần cho nhiều để bọn chúng khỏi đánh nhau nữa. Lại đi cướp khách sạn Tứ Hải thì bọn người đó nhất định phải liều mạng rồi. Tôi lại cảm thấy chúng ta nên cướp một lần ở chợ bán đồ sỉ đi. Chợ bán đồ sỉ hả? Chợ bán đồ sỉ cũng được đâu. Chỗ đó chưa từng ai cướp hả? Chắc sẽ bất ngờ lắm. Nên bọn họ trở tay không kịp. Anh Khoan vội nóng lòng. Vậy đi anh Phùng, chúng ta vào tiệm xem trước đã. Alo, khuyên vậy anh chưa ngủ sao? Là Cương Tử. Có chuyện gì không hả? Chiều mai tụi này sẽ tới khu chợ bán sỉ. Nếu ngày mai anh có bán thì đừng có ra đó. Tôi nhắc nhở anh trước đó. Được rồi, cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết. Anh nói vậy là sao? Anh không thích lần sau tôi không nói. Nè, dù sao chúng ta cũng là người nhà mà. Anh ngủ sớm đi, nhớ lời của tôi đó, đừng nói tôi không nhắc anh. Bệnh hoạn. Chiều mai bọn Chu Tam sẽ đi cướp khu chợ sỉ. Alo. Alo, có phải anh Nhị Mã không vậy? Anh là, thầy Tôn đó hả? Là tôi nè, anh Nhị Mã. Anh mau nói với người bán hàng tên Trần Nhĩ Lực á, là tôi bị bắt rồi. Sao chứ? Anh bị bắt cóc rồi sao? Dạ, tôi bị bắt cóc. Bọn họ nói kêu Trần Nhĩ Lực tới chuộc tội. Trần Nhĩ Lực. Chào anh Phùng. Ồ, anh Phùng. Anh Trần, tôi dành dụm được ít tiền, các anh đem đi chuộc thầy Tôn về đi. Tiền này cô giữ lại đi, tôi không xài được. Các anh với lại thầy Tôn không phải người thân, chịu đi cứu anh ấy là tốt quá rồi, sao có thể để cho các anh tốn kém nữa chứ. Tôi cũng xin nói thiệt với cô, tôi hoàn toàn không nghĩ dùng tiền chuộc anh ấy về. Vì vậy mọi người kiếm đồng tiền thật sự không dễ dàng. Cô dùng xài cho chuyện khác đi. Dì à, bây giờ đâu còn chuyện gì lớn hơn đâu. Cô yên tâm đi, hãy tin ở tôi. Tôi nhất định sẽ đưa thầy Tôn an toàn trở về. Phải rồi anh Phùng à, đừng quên chuyện tôi nói với anh kìa. Anh yên tâm đi, tôi sắp xếp xong rồi. Anh Trịnh. Có. Tới khi đó Diêu Khải không đưa người về đây, hay là tôi không kịp thời gọi điện thoại, anh báo cảnh sát đi nghe. Yên tâm đi, chú ý cẩn thận nha. Lát gặp. Đi hướng nào đi? Không đúng, bản đường này chỉ về bên trái. Nhưng theo bản đồ chúng ta nên quẹo phải chứ. Vậy không phải bên phải sao? Đi. Hey, xin chào dịch quay Bắc Kinh. Không ngờ
Xin chào người anh em. Đại ca chào các người đó. Người bị các anh bắt cóc đâu? Bọn họ muốn nhìn thấy người bị chúng ta bắt cóc. Tôi sẽ cho cậu gặp tên đó sao? Cậu hãy nói tôi nghe xem, cậu đem tiền tới chưa vậy? Chúng tôi muốn nhìn thấy tiền trước, cậu mang tới không? Tôi phải nhìn thấy người trước mới có thể bàn tới chuyện khác được. Hắn muốn thấy người rồi mới đưa tiền. Làm gì trước làm gì sau? Không phải là do cậu quyết định đâu tên nhóc à? Ở đây chúng tôi quyết định chứ không phải là anh quyết định. Không phải. Đây không phải là vấn đề ai quyết định. Phải chắc chắn con tin được an toàn, sau đó mới đàm phán tiếp. Đây là luật chơi bắt cóc, bất cứ ai cũng làm vậy mà. Hắn muốn xác định con tin chắc chắn không sao hết. Anh Trần hả? Anh tới rồi sao? Anh Trần ơi, anh mau cứu tôi đi anh Trần. Sao hả? Cậu đã nhìn thấy rồi đó. Vậy bây giờ chúng ta bàn tới chuyện tiền nong đi. Anh nhìn thấy người rồi, bây giờ bàn đến chuyện tiền nong đi. Xin lỗi nhiều nghe. Không có tiền, không có đồng nào hết. Hắn không đem theo một đồng nào hết. Mày định giỡn mặt với tao đó hả? Nói cái gì vậy hả? Mày giỡn mặt cho bọn tao sao? Này, bình tĩnh. Tại sao lại không đem tiền? Đừng giỡn mặt đi. Chết à? Cả ba người đều ở lại. Chúng tôi muốn lấy gấp 3 lần tiền chuộc các người. Cũng dù ít thôi. Vì chú ta là một kỳ ích kỷ tự đại lắm. Trước giờ anh ta không quan tâm sự sống chết của anh em. Trong lòng anh ta chỉ biết tới bản thân thôi. Ông coi tôi đánh người không? Tôi đâu có dám tới đây. Tôi biết tôi tới đây là lành ít chữ nhiều. Nhưng mà anh ta bắt tôi phải tới. Quá rõ ràng là muốn tôi đi chết rồi còn gì. Nhưng mà sau đó tôi đã suy nghĩ kỹ lại. Tôi cảm thấy mình nên tới đây gặp ông một lần. Tại vì chúng ta có thể nói là tất cả chúng ta có cùng lợi ích chung. Cậu ta nói cái gì vậy? Anh ta nói chú ta là một người rất ích kỷ. Anh ta muốn hợp tác với chúng ta bởi vì không còn muốn đi theo chú Tam nữa. Thật ra thì cậu muốn làm cái gì đây? Thật ra là anh muốn gì?
Tôi biết là chiều nay Chu Tam sẽ đến khu chợ bán đồ sỉ. Tới khi đó, ông hãy thừa lúc hắn không đề phòng ra tay trừ khử hắn trước khi hắn ra tay cho ông. Hắn nói điều này, Chu Tam sẽ tới khu chợ sỉ, anh có thể giết hắn ngay tại đó. Nếu vậy thì cậu sẽ được cái gì hả? Nếu vậy cậu sẽ được gì? Nếu ông làm vậy thì tôi có thể ngồi vào vị trí của anh ta, thu phí bảo kê của người nước tôi. Và đương nhiên sẽ là trong tình hình hợp tác với các người. Ông tự nghĩ đi, nếu không có tôi, các người đâu thể nào nắm đầu được mấy người nước tôi, đúng chưa? Hắn sẽ lên thế chỗ của Chu Tam, sau đó sẽ giúp chúng ta nắm đầu mấy người Trung Quốc qua đây làm ăn. Hơn nữa Moscow này, làm ăn với người của tôi là có lãi nhiều nhất. Điểm này chắc ông không dễ dàng bỏ qua chứ. Cậu hãy nghe đây, cậu tưởng là tôi không nhận ra cậu đang gạt tôi hay sao? Cậu muốn giỡn trò với tôi có đúng gì không hả? Anh tưởng là chúng tôi không nhận ra anh đang gạt chúng tôi sao? Đừng hòng giỡn trò lừa gạt qua mặt với chúng tôi. Được thôi, nếu mọi người không chịu tin tôi cũng đành chịu vậy. Dù sao Chu Tam cũng không quan tâm tôi sống hay là chết. Vậy chúng ta cứ ngồi chờ đây, chờ mấy tới để giải quyết các người. Tóm lại, dựa vào các người thì không thắng nổi hắn đâu. Chiều nay chợ nghỉ nha. Chuyện gì vậy? Cảnh sát Nga chiều nay phải tiến hành kiểm tra phòng cháy. Gì vậy chứ? Trong chợ không được chức thêm hàng hóa, cũng không được tiến hành giao dịch nữa. Ai vi phạm sẽ phạt. Gì vậy, đóng chợ? Mau thu dọn lại liền đi. Nè, mau thu dọn đi. Cũng không có gì thú vị hết. Ờ đúng rồi. Mọi người đã về rồi. Dạ chào mọi người. Tụi Nga nó đã tin lời anh Lực rồi. Bên các anh sao rồi? Anh Nhị Mã cho người ra chợ rồi. Còn Tống Lâm thì đi tìm cục trưởng. Các anh là ai vậy? Anh nghĩ đi. Thầy Tôn, mà chúng tôi là cảnh sát. Cảnh sát hả? Phải. Các anh là cảnh sát thật hả? Tôi thật cảm ơn các anh cảnh sát. Cuối cùng tôi cũng đã tìm được các anh rồi. Tôi nói thật, tôi mừng lắm. Có gì đâu, vào thăm Lý Bình đi, cô ấy lo cho anh lắm đó. Vậy anh Trần thì sao? Chúng ta có cần phải đi chuộc anh ấy không? Đừng lo, tôi có tiền. Bao nhiêu tiền cũng được hết á. Chỉ cần là... Anh Tôn, mà tôi nhắc lại lần nữa, chúng tôi là cảnh sát, cứu anh ra là trách nhiệm của chúng tôi mà. Còn trách nhiệm của anh là tiếp theo dù xảy ra chuyện gì cũng phải nghe lời chúng tôi. Anh có hiểu không? Tôi hiểu rồi. Nè anh nhìn xem, chiêu thức lúc nãy. Tôi thấy rồi, một phát đủ đánh bể đầu của người khác đó. Tôi không phải nói cái đó đâu, tôi đang nói đôi chân đá trúng người kia kìa. À, tôi thấy rồi. Nè, anh có biết cái này không? Cái này hả? Ờ, biết chứ. Chuyện này đối với người của chúng tôi, chuyện này đơn giản như cầm đũa vậy thôi. Vậy anh dạy tôi đi. Dạy anh sao? Ê, anh muốn học hả? Vậy phải luyện cơ bản trước. Anh học tân trước đi. Đứng như vậy hả? Kiểu như cung phu. Ê, nè đầu gối phải cong thêm chút nữa phải rồi. Tấn xuống đi, tấn xuống đi. Tốt lắm. Những người dân nước tôi đều biết thành thạo chiêu thức này, vì hàng ngày chúng tôi đều dùng tới nó. Anh biết chưa? Nè, giữ yên. Không được dễ dàng bỏ cuộc vậy chứ. Không chịu nổi nữa sao? Hả? Tao nghĩ là hắn đang chơi không mình thì đúng hơn. Nghĩ gì vậy? Anh tưởng là anh thông minh lắm sao? Anh ta nói gì vậy? Nói anh đang chơi không tôi đó. Chơi không anh? Hắn nói gì vậy? Nè, nếu các người có suy nghĩ nghi ngờ người khác như vậy á, các người mãi mãi không thể tiến bộ được. Tôi nghe không hiểu anh đang nói cái gì. Các cậu làm gì ở đây? Đang định đánh nhau sao? Không có, chúng tôi chỉ đang thảo luận võ thuật của họ thôi. Cậu qua đây. Đúng rồi, cậu qua đây đi. Cậu cũng tới xem cậu ta đang nói gì đi.
Alo. Alo. Là tôi đây. Anh còn sống sao? Vẫn còn sống. Tôi cùng với các bạn người Nga cũng hợp gu lắm. Nè, tôi định hỏi chuyện này. Đại ca định chừng nào mới đem tiền tới vậy? Anh hỏi chuyện này sao? Đại ca đã nói rồi, không có tiền đâu. Anh tự tìm cách cứu mình đi. Cái gì? Nè, chắc mọi người không phải định bỏ mặt tôi như vậy luôn chứ. Đại ca còn chuyện quan trọng hơn cần làm đó. Anh không phải là đại ca, tất nhiên không thể hiểu được ý của anh ấy rồi. Được rồi, chúng tôi phải xuất phát đi. Anh hãy tự lo liệu đi ha. Alo, 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 nè, nè, alo, nè. Bọn khốn nạn này thiệt tình à. Đúng là độc ác thiệt á. Tôi không hiểu bọn chúng đang làm cái gì nữa đi. Đại ca hắn hình như đã bỏ mặt hắn rồi. Mời vào. Masa nè, đây là hồ sơ của những người mà cô cần. Ừ, cảm ơn anh. Anh cứ đặt trên bàn cho tôi đi. Sao cô có hứng thú với người Trung Quốc vậy? Tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn về họ thôi. Vậy hả? Có ích gì đâu. Tôi tiếp xúc với họ nhiều năm cũng không hiểu rõ họ nữa. Anh nói gì? Người châu Á mà. Anh ngồi xuống nói rõ tôi nghe. Cảm ơn cô. Tôi phải nói sao đây chứ? Nếu đem họ so sánh với người châu Âu của chúng ta, thì người Trung Quốc sẽ giống như là người Pháp. Còn người Nhật thì giống như người Anh. Vì trong suy nghĩ xưa nay của người Anh thì họ coi trọng nhất chính là tiền bạc và thế lực. Trong đó thể lực là một phẩm chất khắc nghiệt, vừa lý trí vừa vô tình. Được chứ? Còn trong suy nghĩ của người Pháp thì lại coi trọng sự hy sinh. Nên cô sẽ không bao giờ hiểu hết người Pháp hay không thể hiểu hết người Trung Quốc. Nói chung là cô đừng nhìn cách thể hiện bên ngoài rồi phán đoán về họ. Tôi không hiểu gì hết. Alo, tôi nghe. Có gì không? Chiều hôm nay hả? Được, được. Không vấn đề. Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Varela nói là có một người vừa cung cấp. Chị ba, xa và gần trong lòng tôi biết rõ, chị yên tâm đi.
một con tàu lênh đênh một mình trên biển. Nó không phải tìm kiếm hạnh phúc, cũng không trốn tránh hạnh phúc. Nó chỉ muốn đi thẳng về phía trước. Bên dưới là một biển xanh yên tĩnh màu ngọc biếc, và đỉnh đầu là mặt trời đang chiếu sáng. Cái nó sẽ phải đối mặt, đó chính là chuyện quá khứ đã được chôn sâu nơi tận đáy lòng của nó, đều thành bọt nước. Thank you.